Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ một sản phẩm. Đây là sản phẩm Aerie Force 400 các bạn nhé. Đây là một loại thuốc mà trị nấm bệnh cho cây trồng. Đặc trị bệnh đốm nâu, đốm trắng. Thì hoạt chất chính của Aerie Force 400 này hay gọi là phosphonat đó các bạn. Đó là axit phosphonic, nó có hợp mono potassium phosphonate và di potassium phosphonate. Có nghĩa là cái axit phosphonic này nó được hỗn hợp từ mono và di potassium phosphonate. Cái công dụng chính đó là đặc trị nấm Phytophthora gây hại trên cây hồ tiêu, cây sầu riêng. Nhưng trong thời điểm hiện tại các bạn thì cái nấm Phytophthora này nó còn còn gây hại trên tất cả các loại cây trồng. Đặc điểm chính của nấm Phytophthora này sẽ gây ra hiện tượng ví dụ như nứt thân, xì mủ, thối ở trên cây. Thì mình cũng chia sẻ luôn là cái liều lượng sử dụng là chúng ta pha cái liều đó là 40 ml cho bình 8 lít. Chúng ta phun kết hợp là chúng ta phun lên tán lá và chúng ta sụp gốc. Thời gian cách ly đó là 15 ngày. Thì bây giờ thì mình cũng chia sẻ thêm một số cái thông tin chi tiết về sản phẩm Aerie Force. Thì sản phẩm Aerie Force 400 là một sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn thân thiện với môi trường. Aerie Force 400 nó kích thích hệ miễn dịch của cây trồng trong việc đề kháng lại các loại bệnh. Nó hạn chế tác động hủy diệt mầm bệnh và nó sản sinh ra cơ chế kháng thuốc và ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. Ở ý này thì các bạn có thể là tạm hiểu rằng đối với những cái loại mà nấm bệnh nó đã có những cái cơ chế kháng thuốc với những loại thuốc khác, những loại hoạt chất khác rồi, thì khi chúng ta sử dụng Aerie Force vào nó sẽ hủy đi, hủy diệt luôn những cái nấm bệnh đã kháng thuốc đó. Thì thuốc mình cũng chia sẻ là gồm hỗn hợp gồm hai muối đó bạn, mono potassium phosphonate với di potassium phosphonate, có công thức là K2H3 với K2H3. Khi mà thuốc được hấp thụ thì nó sẽ phân ly thành các ion kali cộng và H3O3 trừ, nó lưu dẫn hai chiều trong cây. Thì như các bạn đã biết á, kali cộng thì nó đóng vai trò như một chất bôi trơn, nó làm gia tăng hoạt động quang hợp, hô hấp, hoạt hóa nhiều enzyme giúp tăng cường hoạt động trao đổi chất trong cây. Phần là HBO3 trừ á, thì nó có hai vai trò tác động chính. Thứ nhất là nó kích hoạt các cụ thể trên màng nguyên sinh để nhận biết các phân tử của mầm bệnh. Thứ hai là nó đi đi vào sâu vào trong nhân tế bào và nó khởi động các gen sinh tổng hợp các các chất đề kháng cho cây như phytalasin nè, PA protein nè, cũng như các chất làm dày vách tế bào như polysaccharide. Ngoài ra HBO3 trừ sau khi làm nhiệm vụ là kích kháng chủ động cho cây, nó sẽ tham gia vào quá trình tổng hợp ATP. Đây là một quá trình mà cung cấp năng lượng cho hoạt động cho đất của cây. Còn K cộng sẽ làm tăng độ chống chịu của cây, cũng như đối với nông sản á, thì sẽ làm tăng độ ngọt cho trái nè, hoa thì thắm màu sắc nè, thì vì vậy năng suất và hiệu quả sản xuất nó sẽ tăng cao. Với sự tăng cường của hai chất đó là phosphor và kali của Aerie Force 400 giúp cân bằng được lượng đạm dư thừa trong cây. Sự hợp giữa kali cộng và HBO3 trừ thì còn dẫn đến là kết quả hoạt động sản xuất các chất đề kháng cũng như gia tăng được sức chống chịu của cây diễn ra nhanh chóng và hiệu quả. Hiệu quả là sau cái đó thì cây sẽ cho năng suất và chất lượng sản phẩm cao hơn, nhờ cái sự hoạt động cho chất này nó diễn ra thường xuyên và nó có tính tuần hoàn. Thì một cái điểm là rất là hay của Aerie Force 400 có nghĩa là nó trực tiếp ngăn chặn sự hình thành bào tử của nấm Phytophthora luôn. Nó bị vậy là nấm Pythium nè, vi khuẩn Gardenia nè, Vetturia nè, nó khoanh vùng nhiễm bệnh và nó không cho cái vết lết lây lan, làm cho vết bệnh lành nhanh do tạo ra được ethylene và enzyme lytase.